À, bao lâu có đồ đây chị? Hỏi thợ may nè. Dài bữa nữa cắt. Dài lắm. Thời gian nó không cho đo bằng đơn vị dài bữa. Cắt đẹp lắm. Chị sao cắt nhanh lắm. Một ngày cắt được mấy ba cái áo? Một ngày á, mà cắt suốt từ sáng tới chiều á, ra chắc cũng được 8 cái. Dữ vậy? Cắt nhanh mà. Từ sáng tới chiều á. Còn mai nếu mà mai thì bác qua lâu một cái? Một ngày chỉ được 2 cái. Nhưng mà mai cũng nhanh nữa mà có mà tranh nút với lại luôn á. Mai thì ráp vô lẹ đó. Nhưng mà luôn với tranh nút á mất thời gian lắm. Luôn tranh nút đó một ngày 3 cái là mệt mỏi luôn á. Dạ hả? Mà tiền nó xịt à, mình đó mình bỏ cho thợ làm. Vậy là cắt là công của cái người cắt là mới nhiều tiền phải không? Tại vì mà lúc trước á là chỉ cắt có hôn bỏ cho thợ mai. Mình công mình cắt á có 3 phần mà thợ may chỉ có 1 phần thôi à. Tức là cắt một ngày được 8 cái mà được 2 phần. Còn may một ngày được có 2 cái nhưng mà chỉ được 1 phần thôi. 3 cái. Nhưng mà phụ liệu của mình đưa cho thợ ráp may dài. Xin chào bà con ha. Hôm nay thì nhà Nam Việt là chị em đang chuẩn bị may áo dài để đón Tết cổ truyền. Thì hôm nay mình chia sẻ ngoài hình ảnh ở nhà Nam Việt nha. Xem chị Sanga đang đo áo của mẹ và bây giờ con Diễu Khanh rồi chị Thẩm Xiển. Ở rồi chúc ai đo cho chị Sinh Ca? Tự chị xử ai đó à? Tự chị đo hả? Chị 20. Hay hả? Tay 67. Dạ một tay. Nó mặc cái áo này đẹp quá chừng luôn hả? Tay 67. Chị Sinh Ca đang đo dai với đo tay. Em 84. 85 đi. 85 đi. Trừ ao. Trừ ao đang ăn Tết. Mẹ gặp con á là con sẽ đo 80 biết chưa, để con dẫn cân. Đúng rồi, em muốn chạy cái năm con là con vậy cho năm, ví dụ tám xiết vô con nói 83 con không có giống gì hết á. Mẹ nói vậy mẹ xiết rồi đó mày. Mẹ cứ chị đó mẹ đo mày có mẹ bậy quá hả, cái này mày chị út chị út là chị ba không, cái này là giống mặt ghép của mẹ. Đồ của mẹ mà giống mặt vợ luôn. Đồ này của mẹ hồi xưa hả? Hồi xưa, dạ. 13 năm. Giờ nó giả vậy á. Mẹ mai hai đám cưới chịu. Rồi nay vậy dì Út có thể mặc đồ này ngồi xuôi được rồi đó. Em nó là đúng 13 năm rồi. Ờ, bữa nay Xiến thì làm thư ký ha. Ủa mình phải mặc áo dài mình mới đo được hả chị? Không có chứ, không mặc áo chính xác. Dễ mặc hơn, dễ đo hơn. Mà mặc vô thì nó dễ hơn. Dễ hơn thôi chứ không mặc nó cũng được. Không có bắt buộc. Dạ. Rồi quần dài xong nó còn tiếp. Rồi chị ai xong mẹ. Áo rồi đi. Ủa? Nhà mình vừa xong hả? Chứ sao rồi hả? Rồi anh rồi. Chị Sơn Ca đo mà mình cứ hỏi thế nào cũng bị đo lộn à. Dạ tới dì Út phải không? Hay là dì Út thứ 15 ha. Dì Út mặc cái bộ đồ này là mẹ đó ngồi xuôi hả? Cái vợ anh bảo á. Đồ Sơn Ca mà còn bán bệnh á. Dạ. Chắc bạn được rồi. À, nhiều bạn thắc mắc là chị Sơn Ca thấy có cái tủ quần áo giống thợ may không? Bữa nay chị Sơn Ca sẽ thử may áo dài. Rồi Tết cho bà con mình xem chị Sơn Ca may sao ha. Xiến làm thư ký đi, ghi hồi ghi tầm bậy là bị đòn nha. Chúng ta quan phá rồi chứ ở đó. Chúng ta cũng tay gì Út tới đây ha. Dài không? Dài được rồi. Đây nè, 67 nè. 67 đi đi. Rồi, bữa nay ở đâu hát đám cưới đám tiệc hả mà? Đúng rồi. Chị Sơn Ca bỏ nghề nay cũng lâu rồi không lục nghề ha. Chưa biết nha, để cắt đồ mặc cho đẹp của tao. Vậy là chị Thẩm khỏi mặc áo dài để đâu luôn hả? Thôi cao áo dài cao lên chút đi xem nha. Đừng có đụng đất một. Cao thẳng nó còn mình cao. Con áo dài trở lại mà màu cao 48. Con áo dài cao mặc được rồi. Cái lỗ tai không? Cái
Thì ok, nhỏ xíu thấy thường hả? Rồi một bộ áo dài thường mình mặc khoảng bao lâu vậy Út? Một ngày luôn á coi. Ủa? Mình nếu mà mình không chê nó của mình nó không có thay đổi. Nếu mà tướng mình vẫn giữ vậy thì mặc được lâu hả? Tại vì lâu lâu mới có dịp mặc đúng không? Dạ. Nó không có xuống. Cái họ cái bộ á. Dạ. Đâu có kiểu gọi. Mẹ mười mấy năm. Cũng vậy ha. Dạ. À, tức là kiểu áo mười mấy năm mà giờ mặc vô cũng màu đen không? Đen chứ đen. Dạ. Chắc lộn quá hả? Đây quên 107 tưởng mười mấy. Rồi, con như vậy ra chứ. Cái áo này chắc cũng lâu rồi phải không sếp? 3 năm rồi. Ủa, áo này là áo cưới hả mẹ? Không có. Đấy, áo cưới vậy không? Còn dài chứ, chiều dài á. Hát Tết là áo cưới chiều dài 143. Không còn nhiều không? Không, không nhiều á. Ở đó áo cưới cô Xuyến là chị Mai luôn hả? Dạ, con không nhớ. Áo này chị Mai luôn hả? Giờ chị Thẩm làm thư ký ha. Mở bếp này sao ạ? Rồi cái này nghi quá, hồi vòng trên nhảy xuống vòng dưới quá. Hên quá, nhà hôm nay mới được mặc áo dài. Nhà Tết rồi được mặc áo dài hả? Nhà bữa nay. Dạ. Ừ. Chứ còn đám cưới cũng đâu có mặc. Mặc được thường để cô dâu đẹp á. Trừ khi không đi thường dâu mới mặc. Dạ. Mặc nhà ngoài. Chứ đi đại sớm không mặc đẹp không. Rồi giờ tôi xiến ra chị nha. Được đụng đất rồi, dễ lên đi. À, tội nghiệp cô Thợ Mai. Tại vì khi đo người ta thì dễ ha, giờ tự đo mình hơi khó chút. Rồi cột lại. Cột lại. Le lưỡi. Ngay lại. Dừng vô. Được rồi. 38 đi. 38 bự lắm à. Dạ, hôm nay có 36 hả? Sao chị chừng 36 à? 36 hả? Rồi. Móc áo chị mặc cũng đẹp lên nè. Giờ tại chiến hả? Đây, chị này. Bông nè. Mẹ chị mẹ mà đẹp luôn đấy. Ừ, hiểu hả? Đẹp hả? Em màu đỏ quá. Ờ, đẹp hả? Đẹp hả? Dạ. Ở sao nó cái nhà này? Em bông bên hai chút nữa con. Nó nặng nghe thôi. Một bên cho nó hay. Không có thấy một bên thì đẹp hơn nè. Trưng bên á. Mẹ ơi, đâu đỏ đẹp quá. Xin ca. Dạ. Mốt áo này con trưng giảm một bên cho Út nghe. Cái bông á. Dạ rồi, chứ giữa không đẹp không đẹp đó. Có gì Út tính mai áo bà ba. Mà bây giờ cái phong này là phong dài. Rồi bây giờ có bụng nó sao không đủ Út phải mua thêm một tai ngon men. Đẹp lắm rồi. Dài luôn cổ trẹt. Dạ biết nữa. Rất là đẹp. Đẹp lắm. Đẹp quá. Mai con đẹp lắm. 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 À, tại vì cái thợ mai thì hầu như ai cũng may được các bạn ha. Còn thợ cắt thì hơi khó. Ừ. Bỏ một thợ nữa. Thợ gì vậy? Cha nút chế lại luôn nữa. Dạ. Yeah. Cha nút chế luôn á. Một cái áo dài á chừng 15 ngàn à.
áo bà ba có 10.000 à. Dạ. Là nói với luôn. Mà một ngày làm chỉ được có 3 cái bà ba mang hoặc 3 cái dài thôi. Dạ. À. Chị mai cho em đúng nhau dài truyền thống. Tức là nếu mà mình thu tiền của khách là bao nhiêu tiền một cái? 300 ngàn một bộ. Không, không có, để tối là mình cắt cái giá cũ nó đâu rồi. À. Bây giờ nó là 400 ngàn. Rồi thợ thợ mai bao nhiêu? 400 ngàn. 400 ngàn từ A tới Z luôn. Con chia ra thợ mai nhiêu? Thợ mai 100 ngàn. Còn như mình muốn trả cho người ta ấy chút xíu thì mình tăng lên cho người ta chút nữa đi. Vậy là 400 ngàn là giá ở dưới quê các bạn ha. À, mai một bộ đồ thì ăn tiền công. Mình bỏ cho thợ ráp 150 đi. 150. À, hôm nay thì không biết mình chia sẻ thông tin vậy thôi chứ còn không biết mỗi vùng miền mỗi khác và như ở Sài Gòn thành thị thì giá khác các bạn ha. Sài Gòn giá cao lắm. Chứ lại Sài Gòn nhiều khi mình mai mình đặt lấy rất là nhanh. Còn ở dưới quê thì từ từ tại vì cũng hạn chế. Giá cao lắm Sơn. Ở Sài Gòn nó giá may đồ giá cao lắm. Ở dưới quê rất rẻ lắm. Ở dưới quê còn may á thì 200 mấy. Lúc là 200 mấy cái áo dài. Một cái áo dài á. Áo dài học sinh thì nhiêu, còn áo dài cưới cô dâu thì nhiêu? Ví dụ áo dài cưới cô dâu thì mình lấy mắc hơn học sinh ví dụ chừng 100 ngàn đi. Còn học sinh thì nó rẻ. Cái vấn đề mắc hơn á là tại áo dài cưới cô dâu nó khó may hơn, nó có hai lớp á con. Dạ. Nó ngoài nó mỏng, nó trong có lớp lót nữa. Dạ. Thành ra cực. Còn áo cô dâu học sinh đơn giản hả? Nó dễ, có với lại nó đơn giản. Nên học sinh nó rẻ hơn áo dài cưới cô dâu cực đó. Thường thì hồi trước mà cái đợt học sinh á là chị cũng một ngày cũng may 200 mấy một lúc đó đó là lâu hiểm lắm rồi là 200 mấy một bộ. Ra đúng với lại luôn rồi đó mà có mười mấy ngàn một áo dài à. Cực quá ha. Nó lâu vô lắm. Nếu mà lúc bây giờ thời điểm giờ ngày chỉ được 60-70 ngàn. Ồ vậy hả? Ủa nếu mà là thợ luôn mà ngày có 60-70 ngàn thôi. Tại vì một cái bà ba không chị hai bỏ có 10 ngàn cơm lắm con. Dạ. 200 được 15 ngàn. Hồi đó là con bỏ cho người ta luôn á là chỉ có 10 mấy ngàn một cái thôi à. Vậy cái bà ba là không nhà bỏ có 10 ngàn. Còn bây giờ thì nó đi được một chút nó tăng lên. Vậy thì hai đó là hai bỏ trả thêm 5 ngàn nữa. Dạ thấy cực quá, cực quá. Cực mà làm lắm đó, tỉ mỉ. Nhưng mà con bỏ cho dì trường rộng đó là con bỏ cao hơn dì hai. Con trả nhiều hơn. Trả nhiều tại vì thấy tội nghiệp. Nếu mà tính ra một ngày 70 ngàn mà thợ may mà không có tay nghề không cứng á là thành một tháng là có 2 triệu mấy à. Thì thu nhập thấp á ha. Người ta lợi dụng người ta sẵn ở nhà hết thôi. Dạ. Ở nhà tiện làm. Nhưng mà đâu phải ai cũng làm được cái. Dạ không phải ai cũng làm được đó. Là 2 triệu mấy. Như mẹ thì có thể mà làm được. Còn như Út Thanh không biết có làm được không? Luôn với nhà Đình Lúc á. Con không được tại vì đó xin cho mai là mẹ làm thì thành đó hồi đó là con mai là bỏ ra cho mẹ làm phi cho nút á rồi sau này thấy mẹ cực quá rồi thôi bỏ cho thợ làm. Rồi vậy là bây giờ chừng nào có quần áo rồi chị, chừng nào thử bây giờ đó, để 2 ngày nữa đi cắt rồi đó là mai chứ cũng khoảng từ lễ chị không phải thôi là cho tất cả 10 ngày đi, là 10 ngày có hơn là không bị kẹt thợ còn tới một tháng mấy nữa rồi. Tại vì sợ thợ mai á không có thời gian. Để chị mua cà phê về tổng bộ cho chị. Em luôn kìa, em thẩm luôn quá kìa. Chị thẩm luôn Tết rồi. Sơn ca bị tinh thụ tại vì Tết Sơn ca vẫn rộng dữ lắm. Dạ. Càng về Tết là không có y được, việc nhiều lắm. Con phải làm tại vì cái tháng Tết đó là bán thấy bán bác không có kịp. Cho nên bây giờ còn rảnh nè, giờ nó cắt mai cho rồi. À, vậy là khoảng tầm 10 ngày nữa là chị em là có áo dài mới ha. Rồi đợt này là mọi người đang nôn Tết rồi, không biết bà con mình có nôn Tết không ha. Các bạn thấy là ở dưới quê mình đó thì phải đặt trước vậy đó. Đặt trước 3 tháng. Chứ còn mà đặt 2 tháng như giờ là không có ai nhận hết á. Người ta đặt đồ trước Tết là 2 tháng mấy. Hai tháng mấy 3 tháng. Tại vì lãnh nguyên một đống đồ nè mà phải tương lợi đặt mai cho tới Tết. Ưu tiên mai đầu Tết. Rồi ra nhiên họ mới lãnh tiếp. Em nhớ hồi đó chị rầu lãnh đồ xong rồi rầu ta đang nghỉ. Ta đang nghỉ cái không nhận không được tại vì khách quen á. Mệt. Xong cái chị lo là sợ mai không kịp. Rồi
Hôm nay thì mình chia sẻ ngành nghề thợ may ở dưới quê và ngay mùa Tết như thế nào ha. Cảm ơn bà con mình đã theo dõi kênh Nam Việt nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.